Tối ngày 6 tháng 6, xoài non Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, bất ngờ lên sóng livestream và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay từ khi mới lên sóng, cô nàng thoải mái tương tác chia sẻ với mọi người, như bị mụn, phải dùng filter để like. Về phía netizen, nhiều người nhanh chóng vào xem, ngay lập tức đạt khoảng 7k mắt xem. Phía dưới livestream, dân tình liên tục để lại những bình luận hỏi thăm tình hình của xoài non hiện tại và mối quan hệ với Semesis. Nói một lần cho cộng đồng mạng đỡ đồn đi chị ơi, thấy bịa đặt mà thương, anh chị còn là vợ chồng không? Có hay không thì nói đi trời, dẫn dắt dư luận hòa vậy. Xoài non cũng không ngại đọc to bình luận của cư dân mạng, chị ở riêng rồi hả? Tuy nhiên, đọc xong cô nàng lại càng sự chân, cười cười rồi chuyển sang đọc bình luận tiếp theo. Khi có người không đồng tình với cách hỏi thăm này, sao nhiều người hỏi vô duyên vậy hả? Xoài non tiếp tục cười ngại ngùng, hi hi không sao đâu. Đặc biệt hơn nữa, chỉ sau 2 phút khi lên livestream, xoài non đã vội vàng tắt like vì lý do bận việc. Ơ thôi mọi người ơi, mình phải lo công việc một xíu, nên mình xin phép tắt livestream đây mọi người. Hẹn mọi người ở phiên live sau nha, có thời gian mình sẽ live tiếp. Hot Girl nói, trong suốt quá trình thời gian vừa qua, chuyện hôn nhân của xoài non và Semesis được rất nhiều người quan tâm với nghi vấn rạn nứt tình cảm. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa xác thực như Semesis đền bù cho xoài non 20 tỷ đồng để ly hôn, xoài non bị nhà chồng khinh thường. Đến thời điểm hiện tại, ngày 7 tháng 6, hai nhân vật chính vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho vấn đề này. Tuy nhiên, trong một bài đăng trưa ngày 3 tháng 6, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đăng ảnh chụp với Semesis, bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của con gái. Theo nam bác sĩ, con cái là niềm hạnh phúc của gia đình, là sợi dây gắn kết nối hai vợ chồng gắn bó hơn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng sẽ dẫn đến những bất đồng về lựa chọn. Thời điểm sinh con, rạn nứt mối quan hệ và khi không có con cái thì vợ chồng dễ hóa người dưng. Dù ngay sau đó bác sĩ Thịnh đã xóa ảnh chụp cùng Semesis, nhưng bài đăng khiến dân mạng cho rằng bác sĩ Thịnh đã gián tiếp xác nhận Semesis xoài non tan vỡ vì lý do con cái. Ở đâu có drama, ở đó có bác sĩ Thịnh. Trưa ngày 3 tháng 6, bác sĩ Thịnh đăng ảnh chụp cùng Semesis và bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của con cái. Theo bác sĩ, con cái là niềm hạnh phúc của gia đình, là sợi dây kết nối của hai vợ chồng gắn bó hơn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng sẽ dẫn đến những bất đồng về sự lựa chọn thời điểm sinh con, rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Cuối cùng, bác sĩ Thịnh kết luận, không có con cái, không có gì ràng buộc, lời qua tiếng lại một chút nông nổi, quay lưng cái thôi là từ người yêu hóa thành người dương liền. Mong hai em hiểu vì nhau một chút mà dung hòa được với nhau. Dù không nhắc đến tên ai, song netizen phát hiện chi tiết, bác sĩ Thịnh từng đăng bài kèm tấm hình với Semesis với dòng trạng thái này. Sau đó vài phút, bác sĩ Thịnh xóa ảnh. Điều này khiến dân mạng cho rằng bác sĩ Thịnh đã gián tiếp xác nhận Semesis xoài non tan vỡ vì lý do con gái. Sau khi bài đăng xuất hiện, nhiều người tỏ ra không đồng tình với bác sĩ Thịnh. Theo họ, ngay cả khi xoài non và Semesis có gặp trục trặc thì cũng là câu chuyện riêng tư, từ người ngoài cuộc không nên chia sẻ như vậy. Tuy nhiên, một bộ phận dân tình lại cho rằng bác sĩ Thịnh cũng chỉ đang có ý tốt với cặp đôi. Hiện tại, từ khóa liên quan đến bác sĩ Thịnh như bác sĩ Thịnh, Cao Hữu Thịnh đều lo tìm kiếm phổ biến. Trong khi đó, cả phía bác sĩ lẫn Semesis xoài non chưa có bất kỳ phản hồi nào về sự việc. Không phải nói quá nhiều, xoài non và Semesis vẫn luôn là cặp đôi nổi tiếng với cư dân mạng. Nếu như Semesis Nghiêm Anh Hiếu sinh năm 1989, thường được gọi là streamer giàu nhất Việt Nam, có kênh YouTube 1,22 triệu lượt đăng ký và fanpage Facebook 1,3 triệu lượt theo dõi, thì xoài non Phạm Thùy Trang sinh năm 2002 là hot girl đình đám có 2,3 triệu fan trên Instagram. Cặp đôi đã bên nhau được hơn 5 năm, trong đó có 3,5 năm chính thức là vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên nghi vấn đôi trai tài gái sắc đang gặp trục trặc tình cảm. Trong vòng nửa tháng khi tin đồn được dấy lên, nhiều diễn biến đã xảy ra nhưng hai nhân vật chính vẫn chỉ lên tiếng về những chi tiết xung quanh, không trực tiếp trả lời câu hỏi về tình trạng mối quan hệ. Loạt clip cũ về hôn nhân của xoài non Semesis được cư dân mạng đem ra mổ xẻ. Khi loạt từ khóa xoài non và Semesis lọt top tìm kiếm, nhiều chia sẻ của cặp đôi về chuyện tình yêu, hôn nhân cũng viral trở lại. Trong đó gần như chú ý là lý do chưa có con, nguyên tắc chi tiêu trong gia đình, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Về chuyện con cái, xoài non chia sẻ rằng từ lúc mới cưới xong thì muốn có em bé ngay, nhưng chưa may mắn có được vì sức khỏe của mình không tốt. Sau đó cặp đôi lên tiếng kế hoạch thực hiện IVF. Bản thân xoài non cũng thẳng thắn hỏi chồng, nếu em vô sinh thì anh có đi lấy người khác không? Thì Semesis trả lời rằng, không, anh đi xin con nuôi. Về nguyên tắc chi tiêu, thời gian đầu cặp đôi xài tiền riêng, không ai quản tiền của ai. Từ năm 2022, khi có kế hoạch sinh con, cả hai bắt đầu có quỹ chung.
Cô nói thêm rằng, từ trước đến nay, cô luôn sợ sai tiền chồng vì sợ mang tiếng và bản thân cũng không muốn kiểm soát chồng về mặt kinh tế. Mối quan hệ của Xoenon với mẹ Genesis cũng được quan tâm. Nhiều khoảnh khắc tương tác của cô nàng với mẹ chồng và gia đình bỗng khiến nhiều người thấy lấn cấn khi xem lại. Những ý kiến này cho rằng lời nói của mẹ chồng Xoenon ở thời điểm đó có ẩn ý. Tuy nhiên, đến hiện tại, đây vẫn chỉ là suy luận từ cư dân mạng. Suốt những ngày vừa qua, Xoenon cũng cập nhật không gian sống mới mẻ, không sống với biệt thự triệu đô mà cặp đôi từng chia sẻ trước đó. Cụ thể, Xoenon thường xuyên check-in ở một căn chung cư có phong cảnh nhẹ nhàng, xinh xắn. Cô cũng chụp ảnh sản phẩm để gắn link bán hàng trong căn hộ này, đưa ba mẹ đến nơi ở của mình, bạn bè thoải mái sang ngủ lại. Tối ngày 30 tháng 5, Genesis xuất hiện trên livestream cùng với Độ Minxi và Bibiu. Khi Genesis lộ giọng nói mệt mỏi, mất tiếng và cho rằng mình đang bị ốm, Bibiu bắt bệnh online cho bản thân. Bạn thiếu một vòng tay ấm áp với một hơi thở gần kề tai đúng không? Tôi nói thật, bạn phải fix sớm đi, chứ bạn thiếu lắm rồi. Nghe xong, Genesis chỉ cười phá lên rồi không nói gì. Sau livestream, nhiều người cho rằng Bibiu đã ngầm xác nhận Genesis đang độc thân bằng lời nói đùa của mình. Ngày 31 tháng 5, Genesis từng khai trương quán ốc và sự kiện hoàn toàn vắng bóng Xoenon. Không những thế, cô nàng không có bất cứ động thái ủng hộ nào trên trang cá nhân. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với những lần khai trương trước đó của Genesis. Khi chồng mở hệ thống quán cơm hay chuỗi quán bò, Xoenon đều có mặt và check-in nhiệt tình từ ngoài đời cho đến mạng xã hội. Cũng trong ngày 31 tháng 5, dù khai trương bận rộn, nhưng Genesis lần đầu trực tiếp lên tiếng về chuyện bị vợ bỏ theo dõi. Theo đó, nam streamer khẳng định từ trước đến nay, các tài khoản như fanpage Facebook của Xoenon chưa từng follow mình nên không có chuyện ấn nút hủy theo dõi. Tiếp ngay sau đó, tối ngày 31 tháng 5, Xoenon đáp trả tin đồn chia tay Genesis vì ít học, ăn bám và đào mỏ nhà chồng. Cụ thể, khi cô nàng đăng clip giới thiệu trên phiên livestream, một số người để lại bình luận đầy bỉu, giàu có mà người ta nói không có học, hoặc ít học người ta nói nó đau. Xoenon trả lời, thì sao hả bạn? Cái học thức bạn nói tốt nhất, nhưng vẫn không đồng nghĩa với việc không học là này kia đâu. Bạn nói xong mình thấy không cùng tần số ấy bạn. Ngoài ra có ý cho rằng Xoenon phải livestream kiếm nhiều tiền để có thể so sánh với chồng, nếu không sẽ bị khinh thường, cô nàng nói. Ai đồn mình bị khinh vậy, tôi hay mọi người đồn. Không dừng lại ở đó, vào sáng ngày 1 tháng 6, Xoenon đăng story nói rằng về chuyện kiếm tiền và ăn bám nhà chồng, cô khẳng định mình chưa từng bao giờ xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột. Mỗi ngày vẫn nỗ lực đi làm để kiếm tiền, nhưng vẫn bị cư dân mạng dè bỉu và thêu dệt nên chuyện không đúng. Đến tối ngày 2 tháng 6, Genesis có bình luận làm rõ tin đồn đền bù cho Xoenon 20 tỷ để ly hôn. Theo đó, một bài đăng không xác thực lan truyền thông tin cặp đôi đã ly hôn, Xoenon không lấy chồng. Trong vòng 5 năm nữa, con Genesis đưa cho cô 20 tỷ để đền bù thanh xuân. Vậy là mình bay 20 tỷ mà không biết luôn á? Mới quét dưới giường có thấy ai đâu ta, hay đang trốn trong tủ quần áo nhỉ? Genesis nói. Dù cả Xoenon và Genesis thay nhau lên tiếng, nhưng netizen cũng nhanh chóng nhận ra cặp đôi không trả lời vấn đề quan trọng nhất. Tin đồn dẫn đứt đúng hay là sai? Điều này gây hoài nghi, bởi hầu hết những bình luận đề nghị lên tiếng và các kênh của Xoenon và Genesis đều là top comment, nên cả hai đều có thể dễ dàng đọc được. Tuy nhiên, đến hiện tại, ngày 3 tháng 6, cặp đôi vẫn giữ im lặng và không giải đáp.